nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip ha. Nếu mà bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhớ đăng ký kênh ở đây. Còn nếu bạn đã quá quen với mình rồi thì chào các bạn, mình là bà cô già của các bạn đây. Thì hôm nay mình sẽ nói hơi nhỏ, tại vì thứ nhất là mình đang bị mình cũng không phải là bị cảm, nhưng mà mình bị sốt với bị viêm họng rất là nặng và mình bị mất tiếng, nhưng mà nó mới tạm thời có tiếng lại, nên thành ra các bạn thông cảm giùm mình. Thì nếu một hồi mình nói hơi lâu quá mà nó bắt đầu rác hoặc là bị khàn á thì các bạn thông cảm á. Còn nếu các bạn cảm thấy khó nghe quá thì các bạn đeo tai nghe vô thì nó sẽ dễ nghe hơn. Thì hôm nay chủ đề mà mình làm á, nó sẽ liên quan đến gọi là điều gì bạn cần buông bỏ, để điều gì ở thời điểm hiện tại mà bạn cần buông bỏ. Thì ở đây mình có sẵn 3 tụ bài, tụ 1 nè, tụ 2 nè và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn cái tụ bài mà các bạn cảm giác thu hút nhất. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Thì đối với những bạn chọn tụ số 1 á, thì bài của các bạn có những lá sau. Thứ nhất là chúng ta có lá một kiếm, lá strength, lá the wood, the wood qua tức nghĩa là strength lần 2. Rồi chúng ta có lá the high British, 3 cốc, the hierophant, 5 tiền và vua kiếm. Bài của các bạn lên có 4 lá lớn và 4 lá bình thường, trong đó có một lá ẩn, một lá hoàng gia. Thì đối với câu chuyện này thì mình cũng không có mặc định là điều bạn cần buông bỏ là về tình cảm hay công việc. Thì nó lên sao thì mình đọc vậy. Thì đầu tiên cái mình thấy là một kiếm với strength. Thì mình cảm giác bản thân của các bạn ở trong thời điểm hiện tại có vẻ như mong chờ một điều gì đó xảy ra. Các bạn có vẻ giống như là đang cố gắng. Mình dùng từ giống như là hướng sự tập trung, đầu tư công sức vào một cái lĩnh vực, một cái hướng đi nào đó. Hoặc là các bạn đang tập trung cho một mối quan hệ nào đó. Mình cảm giác các bạn kỳ vọng rất là nhiều. Mình cảm giác các bạn đôi khi nghĩ rằng giống như là chỉ cần mình bỏ công, bỏ sức nè, tập trung hết công sức vào trong cái mảng này, cái khía cạnh này thì nó sẽ thành sự thật. Tuy nhiên bài lên ở đây bạn nhìn thấy không, cái hình ở phía dưới đó là một cái cô bé rất là nhỏ xíu đang cưỡi một cái con gấu hoặc là một cái con vật nào đó mà có vẻ rất là khiên cưỡng. Thì mình cảm giác ở đây á, không phải là kết quả nó không tới, nó không được, mà vấn đề nằm ở chỗ là cái cách làm. Cái cách làm nó có vẻ hơi mang tính gọi là gắng gượng quá, hoặc là nó kiểu giống như là mang tính cố gắng quá. Mình cảm giác giống như là cái việc mà được như bạn muốn á, nếu mà nó có xảy ra như thế, bạn có cảm giác hài lòng và có cảm giác vui vẻ hay không? Nó giống như việc cái cô gái này dùng hết sức để bắt được cái con gấu này á, thì liệu cuối cùng nó có nghe lời cổ hay không? Bởi vì nhìn cổ rất là nhỏ bé so với cái con gấu. Cái thứ hai nữa đó là bắt được về thì sao? Có kiểm soát được hay không? Có giải quyết được gì hay không? Có nuôi dạy, có nếu như ngoài cái cảm giác của việc hài lòng, của việc chinh phục ra thì bạn còn cảm giác gì nữa? Trừ khi là bạn chỉ là người háo thắng theo kiểu giống như là muốn có cho bạn được cái thứ mình muốn. Thành ra cái điều mà bạn cần buông bỏ đầu tiên á, mà mình nghĩ ở trong cái cặp bài số 1 mà nó muốn nhắn gửi các bạn á, đó là buông bỏ đi cái tôi, buông bỏ đi cái sự gọi là cứng đầu và cố chấp. Mình cảm giác một kiếm ở trong bộ bài này á, nó giống như một cái thanh kiếm mà cắm xuống mặt nước nè. Phần nửa ở trên thì mình đã cảm giác giống như là những cái gì mà các bạn dồn sức, dồn công vào. Còn phần nửa ở dưới là những gì mà các bạn chưa thấy hết. Cái một kiếm ở đây á, giống như là nó cho mình cái cảm giác nữa, đó là mình thấy nhiều khi giống như là các bạn giống như là có một cái ý chí, một cái quan niệm á, đó là các bạn tin rằng chỉ cần cố gắng là sẽ đạt được. Thì mình cảm giác cái tư tưởng này nó không có sai, nhưng mà đôi khi á, nếu mà tư tưởng này áp dụng mà nó không đúng á, thì nó sẽ làm cho các bạn bị mệt mỏi bởi vì áp lực, bởi vì những cái gì mà các bạn tự đặt ra kỳ vọng cho bản thân. Mình cảm giác giống như là cứ một kiếm, tức nghĩa là các bạn cứ cố gắng áp đặt mọi thứ đè lên, có thể là không đè lên người khác mà đè lên chính bản thân của các bạn. Thì có thể giống như nhiều khi cái công việc này nó giống như là cái cô bé này thôi, mà bạn là giống như con gấu đó, nó đang có sự kháng cự này lại. Thành ra cái điều đầu tiên mà bạn cần buông bỏ giống như mình nói, đó là cái tôi và sự cố chấp. Cái thứ hai nữa, chúng ta vẫn có một lần nữa là lá strength và lá high British. Thì đối với mình á, cái này nó có một cái điều mà mình hay mình học được dạo gần đây, đó là gì? Đó là trong cuộc đời này chúng ta có thể gọi là ở thời điểm hiện tại á, thì những cái gì nó liên quan đến tarot, nó liên quan đến dự đoán bói bài bói các kiểu á, rất là dễ. Bạn chỉ cần lên YouTube nhấn một cái click là nó có chắc cả phải cả 100.000 clip á, tương tự về một chủ đề. Thì đối với mình á, tương lai nó là một cái thứ gì đó, nó không phải là bạn muốn
như thế nào là bạn muốn. Bạn có thể xem một clip, hai clip cho vui, bạn có thể xem 4, 5 clip cũng được, nhưng mà mình cảm giác nó đã quá nhiều. Thì cái cặp bài là Strength và The Seer ở đây, tức nghĩa là The Seer á, thì thường là người một người có khả năng dự đoán và tiên tri. Thì mình cảm giác giống như là cái điều mà bạn dự đoán và tiên tri bạn biết trước á, hoặc là bạn xem trước á, thì liệu cái câu chuyện bạn biết đó nó có xảy ra như như cái mà bạn muốn hay không. Và nếu mà bạn biết trước như vậy á, thì bạn làm gì với nó. Giống như nếu bạn biết trước nó tốt á, thì bạn có làm gì được cho nó đến nhanh hơn hay không. Còn nếu bạn biết trước nó xấu á, thì bạn có thể thay đổi được nó hết hay không. Không, câu trả lời là không, tất cả đều là không, chả có gì thay đổi được hết. À, không phải là không thay đổi được, nhưng mà nó có điều kiện ở trong đó, và không phải cái gì muốn cũng là làm được. Không phải tự nhiên ông bà ta dạy đó là tiên gì, gì thiên cơ bất khả lộ. Thì đối với mình, cái cặp bài thứ hai nó có liên quan đến một khía cạnh đó. Thì nếu bạn nào nằm ở trong cái vấn đề đó thì hãy nghe lời mình khuyên, đó là đừng có cố gắng đào sâu hoặc là tìm cái câu trả lời mà các bạn đang mong muốn qua những cái clip như thế. Nó không có mang lợi ích lợi cho các bạn hết. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó chỉ làm cho cái tâm bạn thêm rối thôi. Còn cái điều thứ hai mà nó cũng liên quan tới cái chuyện gọi là mong muốn và mong chờ. Mình cảm giác ở đây á, có vẻ như cái cặp bài thứ hai nó liên quan đến tình cảm. Nếu mà bạn nằm ở trong khía cạnh tình cảm, đó là bạn đang có tình cảm hoặc cảm xúc với một người nào đó, thì bài nó lên đó là người này có tình cảm với bạn thật đó. Strength ở đây là có một sự kết nối, có thể là vô hình, có thể là hữu hình, nhưng mà mình cảm giác strength nó là kết nối dựa trên cái phần tâm nhiều hơn, tức nghĩa là các bạn có cái cảm giác, hoặc là đôi bên đều có cảm giác với nhau. Nhưng mà cái hybrid đó là cái thứ mà còn chưa thấy, cái thứ mà còn chưa lộ diện ra, cái thứ mà còn ẩn khuất ở bên trong. Thì mình biết một điều, đó là khi mà chúng ta crush một ai đó, chúng ta có tình cảm với ai đó, hoặc là chúng ta mong muốn một cái chuyện tình cảm nào đó nó xảy đến, thì các bạn thường có khuynh hướng đó là muốn câu chuyện nó diễn ra nhanh hơn nè, sớm hơn nè, đơn có người yêu rồi họ sẽ yêu thương, tức nghĩa là bạn nghĩ về những thứ tươi tươi đẹp và tích cực. Tuy nhiên, mình cảm giác một mối quan hệ để có thể đủ nền tảng và cơ sở để xây dựng á, thì cần phải có thời gian, thứ nhất là để tìm hiểu nè, thứ hai là để hiểu hơn về đối phương nè, thứ ba là cần có thời gian để xem xét coi liệu thực sự bạn có thích người đó hay không. Có thể là bây giờ bạn thích họ, bạn crush họ, nhưng mà sau này có thể một dăm bữa, nửa tháng, một tháng sau, 2 tháng sau, khi mà bạn không còn có cảm giác mặn nồng như ngày trước nữa, hoặc là bạn crush một người khác, hoặc là tự nhiên bạn bỗng dưng một ngày thức dậy bạn un crush, thì nó sẽ như thế nào khi mà bạn đã xác định một cái commitment với người ta, tức là bạn đã xác định một cái mối quan hệ, tức là bạn đã mở lời và người ta cũng đồng ý, thì sau đó tự nhiên bạn hết yêu người ta. Thì đó có phải là một cái sự rất là vô duyên vô cớ, và nó mang tính rất là trẻ con và bồng bột hay không? Thì đối với mình, cái cặp bài thứ hai á, nó không phải, nó khi kêu bạn buông bỏ ở đây là buông bỏ cái tình cảm mà bạn đang có. Nó kêu bạn, nó giống như là hãy chậm lại, slow lại chút chút xíu, hãy bình tâm lại một chút xíu, đừng có lồng lộn lên, cũng đừng có cố gắng kiểu giống như là đa nghi hoặc là hoài nghi về kết quả. Giống như là bạn là người bên trong, thì bạn thực chất biết được cái mối quan liên kết đó là thật hay không. Bạn không cần phải sử dụng những cái công cụ khác, những cái thứ linh tinh linh tang khác để có thể gọi là đoán biết, để có thể gọi là xác định lại câu trả lời của các bạn. Tình cảm không phải là thứ mà đem vài đồng ra đi chợ mua là có, hoặc là bấm vài cái click lên trên mạng là biết được là đúng hay không, có hay không, mà tất cả đều phải thể hiện qua hành động và sự chân thật ở bên ngoài. Cái thứ ba nữa, chúng ta có ba cốc và lá Hierophant. Mình cảm giác cái điều mà bạn cần buông bỏ trong thời gian sắp tới có thể là tình bạn, có thể là một vài mối liên kết nào đó. Mình nghĩ có thể là một số bạn sẽ cảm thấy hơi lạ, tại sao lại là buông bỏ tình bạn và một số mối liên kết. Mình cảm giác bản thân các bạn á, là một người sống tương đối khép kín, hoặc là tương đối cũng không có quá nhiều mối quan hệ. Mình cảm giác tuy nhiên dạo gần đây có thể là các bạn bắt đầu mở rộng vòng tròn quan hệ, và các bạn cảm giác giống như là thời gian của các bạn nó bị bòn rút, hoặc là thời gian của các bạn nó lại chủ yếu xoay quanh vào thế giới bên ngoài. Tại ba cốc có thể là niềm vui bên ngoài nè, ăn chơi nè, vui đùa nè, thoải mái nè, rồi những cái gì nó liên quan đến rồi tung tăng vui vẻ, nó liên quan đến tiệc tùng hội nghị, thiên ta liên quan đến đàn đúm cũng có. Thì ba cốc ở đây nó nhắc các bạn đó là điều bạn cần buông bỏ ở thời điểm hiện tại, đó là không phải nó kêu bạn phủi đi hết tất cả những mối quan hệ hiện có. Nó kêu các bạn gọi là đừng có chơi với ai hết, hoặc là nó kêu các bạn là đừng có đèn đúm quá, chứ mà là không đèn đúm, kiểu giống như là chúng ta có quyền hội họp, tụ họp bạn bè ăn chơi, chúng ta có những cái buổi nói chuyện vui vẻ. Nhưng mà nó nói theo kiểu ở đây đó là
Nếu mà cái thế giới quan của bạn dạo gần đây nó xoay quanh thế giới bên ngoài nhiều quá thì đây là thời điểm để các bạn tạm gác lại bớt cái những cái cuộc vui bên ngoài mà để hướng vào cái thế giới bên trong. Thế giới bên trong này là cái gì? Thế giới bên trong này là Hierophant, tức nghĩa là hãy tập trung vào giáo dục, tập trung vào việc học, tập trung vào việc đầu tư cho kiến thức, niềm tin, đức tin, hoặc là những cái gì mà bạn đang làm, có thể là liên quan đến công việc, hoặc là những cái gì mà nó làm cho bản thân bạn cảm giác giàu có hoặc là sung túc hơn, nhưng mà nó liên quan đến khía cạnh về tinh thần nha, hơn là khía cạnh về vật chất. Ngoài ra nữa, nếu dạo gần đây mà bạn cũng chưa có tập trung vào việc học, việc làm hoặc là công việc của bạn thì bài nó nhắc đó là bạn đang sao nhãng đó, bạn đang thiếu rồi là để tâm vào cái công việc hoặc là cái thứ mà bạn đang làm, có thể là bạn đang quên mất đi cái tập trung và cái hướng đi chính của bạn mà bạn bị sao nhãng bởi những cái này. Có thể là sao nhãng vào cái điều mà bạn khao khát ước mơ nè, bạn sao nhãng vào chuyện tình cảm nè, mà bạn quên mất đi là cái mục đích chính của bạn là gì. Kế đến nữa, chúng ta có lá năm tiền và chúng ta có lá vua kiếm. Thì bài lên năm tiền và vua kiếm thì mình cảm giác giống như là điều bạn cần buông bỏ sắp tới đó là những cái gì nó liên quan đến sự kỳ vọng, thất vọng, nỗi buồn, sự thất bại, hoặc là nó liên quan đến việc đó là nỗi sợ. Mình cảm giác những bạn chọn tụ số 1 đó, có một nỗi sợ đó rất là lớn, đó là nỗi sợ bị bỏ lại sau lưng, nỗi sợ gọi là không có được sự gắn kết, nỗi sợ của việc gọi là không có bạn bè. Mình cảm giác câu chuyện của những bạn chọn tụ 1 rất là liên kết với nhau. Vì sao lại như vậy? Giống như mình vừa nói ở đây là các bạn dạo gần đây có nhiều mối quan hệ, các bạn bắt đầu xã giao nhiều hơn, các bạn bắt đầu có vòng tròn kết nối rộng hơn, thì đó đáng lẽ phải là niềm vui, nhưng mà bởi vì mình cảm giác chính cái này và các bạn quên mất đi bản thân các bạn, nên cái điều mà các bạn sợ đó là cái gì? Các bạn sợ rằng khi mà các bạn đóng lòng lại, các bạn thu mình lại thì cái thế giới niềm vui này nó không còn nữa. Mình cảm giác giống như bạn chưa học được cái cách gọi là cân đối giữa trong và ngoài, giữa giữa lý trí và cảm xúc. Mình cảm giác nó có quá nhiều thứ khiến cho các bạn phân tâm. Chính cái lá năm tiền này nó nói là bản thân bạn rất là sợ bị bỏ lại hoặc là phải bỏ lại người khác ở phía sau lưng. Nó có thể là do quá khứ, nó có thể là do những cái điều nào đó mà gọi là còn tồn đọng trong bên trong con người bạn á, nó chưa có được giải quyết. Có thể đó là một cái vết thương lòng, đó là một tổn thương từ quá khứ. Có thể bạn là một con người vốn dĩ rất là cô độc, rất là đơn độc, rất là hay buồn tủi, rất là hay kiểu giống như là suy nghĩ linh ta linh tinh, hoặc là kiểu như là người suy nghĩ nhiều, và khi có một cái gì đó vui, một cái gì đó tốt đến thì bạn cố gắng tận hưởng nó, bạn cố gắng thu hút nó, bạn cố gắng enjoy nó. Thành ra mình cảm giác giống như là để mà buông bỏ nó rất là khó, hoặc là bạn rất là sợ phải bị ai đó bỏ rơi. Thì ở đây chúng ta có lá vua kiếm nè. Cái lá này nó liên quan đến chuyện đó là hãy lý trí lên, hãy có một cái đầu óc gọi là rõ ràng và minh mẫn. Và vua kiếm nó theo kiểu giống như là mày phải mạnh mẽ, mày phải hiểu được đó là trong câu chuyện này không phải bỏ một người nào đó, mày cắt bớt liên hệ, đó là nó sẽ đứt hết các mối quan hệ, chúng ta không còn là bạn nữa. Một người thật sự là bạn thì sẽ ở lại với bạn dù bạn có làm gì đi chăng nữa, bạn có mất, bạn có ít liên hệ lại thì họ vẫn xem bạn là bạn. Còn những người nào mà cắt đứt liên hệ với bạn thì đó không phải là bạn của bạn. Cũng giống như chuyện tình cảm, nếu bạn không có thể hiện nhiều, bạn không quan tâm nhiều, không đồng nghĩa với bạn bạn đã hết yêu họ, hết thương họ, chỉ là bạn tập trung vào bản thân bạn mà thôi. Thì nếu mà họ cũng phủi bạn đi, họ cũng không quan tâm đến bạn nữa thì thực sự đó có phải là tình yêu hay không? Thì đó là câu trả lời cho các bạn rồi ha. Thì ở đây mình sẽ rút cho các bạn một lá thông điệp chữa một lá liên quan đến thông điệp chữa lành ha. Lá của bạn đó là risk it, liều lĩnh, hoặc là hãy đánh liều đi. Những điều tuyệt vời nhất xuất phát từ những người can đảm nhất. Bạn có thể thất bại nhưng mơ ước thì cần phải thực hiện và hành động. Đừng lo sợ, bạn sẽ phải mất đừng lo sợ vì bạn sẽ mất tất cả. Ngay cả khi bạn mất tất cả thì bạn vẫn nhận ra bạn có những gì. Thì mình cảm giác cái lá này nó rất là sát nghĩa với cái câu chuyện mà mình vừa nói ở đây. Tức nghĩa là ở đây liều lĩnh đã bỏ lại những thứ sau lưng nè. Đây là những thứ mà bạn mong ngóng, là một tình yêu nè, một công việc nè, một 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 nhóm bạn bè nè, và bạn sợ bỏ lại hết những cái này thì bạn sẽ không còn gì nữa, bạn sẽ chỉ còn lại sự trơ trọi. Nhưng mà bài nó nói ở đây nó đừng sợ, giống như mình nói cái thứ nào thuộc về của bạn sẽ là thuộc về của bạn mà thôi. Và đôi khi bạn mất thì bạn mới nhận ra được ai đâu là chân ái, đâu là tình bạn. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ 1 nha. Chào các bạn chọn tụ số 2 ha. Thì trước khi đi vào phần giải chi tiết thì mình chỉ muốn nói ngắn gọn một câu, đó là hiện tại mình đang bị khan tiếng và mình không biết là cái giọng nói của mình nó có thể nói lớn được tới chừng nào, nên thành ra các bạn hãy thông cảm giùm mình. Và chủ đề này thì mình không mặc định là liên quan đến tình cảm hay công việc, bài lên như thế nào thì mình đọc như thế đó ha. Thì ở đây chúng ta có 6 cốc, chúng ta có 2 kiếm, chúng ta có 2 cốc, 3 cốc, The World, người đưa tin gậy, 4 kiếm và The Emperor. Các bạn có tổng cộng là 2 lá lớn, đó là The World và Emperor. Còn lại thì có một lá hoàng gia thôi, bài không lớn lắm.
Thì đầu tiên với cặp bài là sáu cốc và hai kiếm, thì đầu tiên mình thấy câu chuyện của những bạn chọn tủ hai sẽ xoay quanh nhiều đến vấn đề về tình cảm và mối quan hệ liên quan đến khía cạnh tình cảm hoặc là cảm xúc. Thì đầu tiên đối với sáu cốc và hai kiếm, thật ra mình muốn hỏi những bạn chọn tủ hai, các bạn có đang thích một ai đó hay không, các bạn có đang có mối quan hệ với ai đó hay không, các bạn có đang lưỡng lự là liệu mối quan hệ này nó có thể tiếp tục hay dừng lại hay không. Nếu mà bạn đang cảm giác liệu là mối quan hệ này bạn đang mình xin lỗi à, nếu mà các nếu mà các bạn có nếu mà các bạn có đang thật sự phân vân, các bạn có đang không chắc lắm là liệu tình cảm của hai bạn dành cho nhau có còn như trước hay không á, thì các bạn hãy dành thời gian ra để suy nghĩ. Bởi vì hai kiếm ở đây đó là gì, đó là các bạn đang không xác định được thực sự đây là tình cảm, cảm xúc hay là cái gì. Mình có hai trường hợp ở đây: nếu đây là một tình cảm mà đã phát sinh rồi, tức nghĩa là bạn với người này đã quen nhau rồi, đã chính thức với nhau rồi, đã là gì của nhau rồi, thì bài nó nói hai kiếm là mối quan hệ này có thể đi đến đâu, ra sao và như thế nào, bạn có muốn tiếp tục không hay là bạn muốn dừng lại. Bạn đang suy nghĩ nhiều, rất là nhiều về tương lai của nó. Bạn mình cảm giác bài lên ở đây giống như là cái tình yêu của các bạn nó giống như là một cái cây cầu bắc ngang qua một cái rãnh núi, mà ở dưới đó là có thuồng luồng và ở phía trên thì bầu trời đầy mây mây, mà theo kiểu cũng như là mây mây chiều á, mây ám chiều, tức nghĩa là nó đại diện mây, mà mây ám vàng thì thường nó đại diện cho một cái omen, tức là một cái dấu hiệu nào đó không có tốt lắm. Và mình cảm giác giống như là ngay cả cái cây cầu bắc qua hai cái mỏm núi nó nhìn cũng rất là phiêu lưu, và những cái con thuồng luồng, những cái con quái vật nằm ở dưới thì mình cảm giác nó bự có khi còn hơn cây cầu đó nữa. Thì mình cảm giác có thể là bản thân bạn cũng có những cái tín hiệu, những cái dấu hiệu, những cái cảm xúc, cảm giác nào đó nó liên quan đến việc đó là mối quan hệ này có những cái tín hiệu không lành. Tuy nhiên bài nó cũng không nói là mối quan hệ này sẽ đi về đâu và ra sao. Thì ở đây cái điều đầu tiên mà nó nói đó là gì? Nó nói đó là hãy buông bỏ. Buông bỏ ở đây không có nghĩa là chia tay. Buông bỏ ở đây tức nghĩa là bản thân bạn phải tìm được một câu trả lời, hoặc là buông bỏ đi cái nỗi sợ này. Tức nghĩa là một mối quan hệ đây là nỗi sợ của bạn. Bạn sợ rằng mọi chuyện sẽ sụp đổ, bạn sợ là mọi chuyện sẽ không đứng vững được. Nhưng cũng không có gì chắc chắn nói với bạn rằng là những con quái vật này nó sẽ chồm lên, nó làm sập cây cầu. Còn buông bỏ thứ hai đó là nếu thật sự bạn đã cảm giác quá mệt mỏi, bạn cảm giác mối quan hệ này đi đến không có kết cục, hoặc là giữa hai bạn không có một cái tương lai nào hết, thì buông bỏ ở đây tức nghĩa là chấm dứt, là giải phóng bản thân. À, còn nếu có trường hợp thứ hai là sáu cốc này, nó là một cái trường hợp mà liên quan đến việc là bạn đang có tình cảm với ai đó, bạn đang có cảm xúc với ai đó, thì bài này nó lên hai kiếm, đó là bạn đang không chắc là liệu thực sự bạn có tình cảm với họ nhiều hay không. Tuy nhiên kế bên mình có lại hai cốc với ba cốc nữa, thì tình cảm này là có thật. Và cái tình cảm của các bạn chọn tụ hai này nó đang lên cái khuynh hướng đó là chuyện tình tay ba. Có nghĩa là bạn với người này nó có hai khả năng, nó có rất là nhiều khả năng trong cái tụ số 2 này. Hoặc á, là giống như nãy mình nói, bạn có một người bạn thích rồi, bây giờ bạn có cảm xúc với một người mới nữa, bài lên hai cốc với ba cốc, tức nghĩa là bài lên đây là chuyện tình tay ba. Và cái người mới này bạn cảm giác nó mới là cái người thật sự phù hợp với bạn, mới là cái người mang lại niềm vui cho các bạn nè, mang lại một cái gì đó nó liên quan tới chuyện đó là tôi cảm thấy đây mới là sự tương đồng. Tuy nhiên mà mình cảm giác giống như là bởi vì bạn còn thương người cũ, bởi vì bạn còn cảm xúc với người cũ, thành ra mình cảm giác bạn cứ nấn ná nè, hai kiếm nè, hai kiếm rồi hai cốc, tức nghĩa là bạn không có xác định được, bạn không có xác định được cuối cùng á bạn thuộc về ai, bạn muốn như thế nào. Và mình cảm giác giống như là các bạn cứ nghĩ rằng, các bạn cứ tin rằng là các bạn phải cố gắng giữ cả hai. Nhưng mà mình biết một điều đó là trong tất cả các mối quan hệ, một người mà bắt cá hai tay thì không bao giờ có được con cá nào hết. Bởi vì không sớm thì muộn thì hai con cá nó cũng sẽ nhận ra thôi. Và bài nó lên đúng kiểu là như vậy. Ở đây cái cặp bài kế bên nữa là hai cốc và ba cốc. Tình cảm không phải là thứ để chơi đùa và bông đùa. Và bài nó nói theo kiểu giống như là điều thứ hai bạn cần buông bỏ, đó là buông bỏ cái sự chơi chơi đùa cảm xúc với người khác. Buông bỏ cái việc gọi là cố gắng gọi là chiếm hữu và có được cái thứ mà bạn mong muốn. Bạn phải thật sự hỏi trái tim của bạn ở đây là nó cháy vì điều gì, nó cháy vì ai, và cái nước tình cảm này nè, bạn muốn chế vào cái cốc này cho ai. Bởi vì ở đây chúng ta có hai sự lựa chọn và bạn là một trong sự lựa chọn đó. Thì bài nó lên ở đây á, mình vẫn thấy đó là một hướng của câu chuyện ha. Còn nếu bài nó lên theo kiểu là bạn đã có một cái sự rõ ràng rồi với người cũ, hồi nãy mình có hai trường hợp mà,
là hoặc là bạn còn lấn cấn với người cũ và bạn có tình cảm với người mới thì đây sẽ lên chuyện tình tay ba. Còn nếu bạn đã không có lấn cấn với người cũ, bạn chỉ có tình cảm với một người nào đó thì bạn nó lên hai cốc và ba cốc, thì cái tình cảm của người này là thật sự đó, họ có thích bạn thật đó, bạn có thích họ thật đó. Nhưng mà cái điều mà bạn đang sợ ở đây đó là đây chỉ là tình cảm thoáng qua, đây chỉ là những cái cuộc vui chóng vánh thôi. Bạn không có dám chắc đây là cảm xúc lâu dài và bền chặt. Mình cảm giác bản thân bạn cứ suy nghĩ theo kiểu giống như là liệu nếu bây giờ mình đầu tư vào mối quan hệ này thì liệu đây có phải thật sự là niềm vui hay không, bởi vì chúng ta ở đây có lá attraction, sự quyến rũ, sự lôi cuốn, sự thu hút. Bạn và người đó rất là thu hút lẫn nhau, bạn rất là thích họ và họ cũng rất là thích bạn. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ đó là có cái gì đó nó vẫn còn chưa có rõ ràng. Bạn vẫn còn sợ đây chỉ là một cái cuộc vui, và cuộc vui này chỉ là cuộc vui mang tính gọi là thoáng qua chốc lát. Thành ra mình cảm giác bạn còn rất là sợ. Thì cái điều thứ hai mà cần buông bỏ ở đây đó là buông bỏ nỗi sợ. Nỗi sợ giống như người ta nói là khi yêu một ai đó thì bạn phải thể hiện ra, bạn phải mình cảm giác giống như là suy cho cùng thì bạn cũng phải thể hiện ra là một. Thứ hai nữa đó là đôi khi bạn cần phải chứng minh được đó là tình cảm đó là như thế nào. Ở đây ngoài cái chuyện lòng tự trọng hoặc là cái sĩ diện ra, nó còn cái vấn đề về nỗi sợ. Nỗi sợ này là nỗi sợ gì? Nỗi sợ bị từ chối hoặc là nỗi sợ dẫn đến mọi chuyện nó tan vỡ. Tuy nhiên mình cảm giác giống như người ta thường nói, thà một lần oanh liệt còn hơn không bao giờ có bất cứ thứ gì. Thì có thể có nhiều người họ chọn cách giống như là im lặng và thầm thích một người rất là dài, rồi đến một ngày nào đó người ta sánh đôi với người khác thì mình lại vỡ mộng. Vỡ mộng thì còn trong tình huống này thì mình bài nó lên, nó không có khuyên bạn là nên chủ động hay là nên bị động, nó chỉ khuyên bạn đó là hãy buông bỏ cái thứ mà bạn cảm giác không phù hợp trong cái cặp bài thứ hai ha. Tới cái cặp bài thứ ba thì chúng ta có The World Tree và người đưa tin gậy. Thật ra mình cảm giác những bạn chọn tụ số 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 2 này, các bạn đang có một cái sự thay đổi rất là lớn sắp đến với các bạn. Và cái sự thay đổi này á, nó mang tính gọi là bạn muốn để cho thiên thời địa lợi nhân hòa, tức nghĩa là để cho mọi chuyện nó diễn ra một cách tự nhiên nhất. Tuy nhiên bạn lại có một cái sự kháng cự ở đây, đó là bạn muốn vẽ đường cho con lừa này. Mình cảm giác giống như là mặc dù bạn biết mọi chuyện nó diễn tiến theo mặc dù bạn biết là câu chuyện nó diễn tiến theo kiểu giống như là nên để tự nhiên, nhưng bạn lại có sự kháng cự ở đây. Kháng cự của bạn là gì? Đó là bạn cố gắng hoặc là bạn muốn làm sao đó để có thể có được cái điều mà bạn muốn ở đây. Mình không biết điều bạn muốn là gì, là tình cảm này, là cái con lừa này hay cái gì. Con lừa này nó có thể đại diện cho công việc, cho tình cảm, cho cái gì cũng được, hoặc là cho con người cũng được. Tại vì ở đây có pay of one thì mình không không biết các bạn muốn gì, nhưng mà bài nó nói đó là đừng tham. The World Tree ở đây là con rắn hai đầu và có một cái cây, thì rắn nó sẽ lột xác vào, cũng không phải là lột xác tức nghĩa là lột xác vào một cái khoảng thời gian nào đó. Và mình cảm giác trên đời này không có cái gì là lưỡng toàn kỳ mỹ, rắn thì cũng phải lột xác, chim thì cũng phải đi trú đông làm tổ vào mùa xuân và mùa hè, ở vào mùa xuân và mùa đông. Thì bài nó lên giống như là nếu là đã để cho thiên thời địa lợi nhân hòa quyết định á, thì tại sao lại còn cố cưỡng cầu? Còn nếu đã cố cưỡng cầu thì tại sao lại còn muốn phó mặc cho chuyện thiên thời địa lợi? Mình cảm giác trong bạn có một sự mâu thuẫn, trong bạn có rất là nhiều điều mà theo kiểu giống như là cố chấp và kháng cự ở trong đó. Thì bài nó nói giống như là hãy buông bỏ đi cái tâm tánh này, hãy buông bỏ đi cái việc gọi là cố gắng này, hoặc là hãy buông bỏ đi cái suy nghĩ này, bởi vì suy nghĩ này là suy nghĩ nó bị mâu thuẫn và nó không mang đến một cái giá trị nào hết, bởi vì chính bạn đang làm ngán đường của bản thân các bạn mà thôi. Bởi vì bạn cứ tưởng tượng giống như bây giờ vừa suy nghĩ là để cho thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa là suy nghĩ để cho kiểu giống như là bản thân mình phải phấn đấu, phải chiến đấu, phải giành được cái này, giành được cái kia, thì câu chuyện này nó không đi đến đâu hết đó. Tại vì bạn bạn không có để cho nó tự nhiên mà bạn lại kháng cự, rồi bạn kháng cự xong rồi bạn lại cảm thấy không được, bạn lại để cho tự nhiên, nó là một thứ gọi là mình gọi là vô ích. Cái cặp bài cuối cùng đó, chúng ta có bốn kiếm và The Emperor. Thật ra bản thân bạn á, cái cặp bài cuối cùng á, bốn kiếm là gì? Bạn là người nghĩ rất là nhiều và bạn sợ, bạn cảm giác rất là sợ. Mình cảm giác bạn càng nghĩ thì bạn càng không biết phải trả lời như thế nào, phải ra sao. Mình cảm giác giống như là bốn kiếm ở đây tức nghĩa là những cái vấn đề mà bạn suy nghĩ á, có thể là về tình cảm cũ nè, về tình cảm mới nè, về những sự thay đổi nè. Thì giống như mình nói đó, bạn bạn đang suy nghĩ rất là nhiều, bạn đang bận tâm rất là nhiều thứ về về những cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu bạn. Thật ra không phải là vẩn vơ đâu, suy nghĩ này nó chạy trong đầu bạn chắc cũng nhiều dữ lắm á. Thành ra mình cảm giác giống như là bạn không có thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Thì bài nó nói đó là Emperor. Emperor đó là gì? Emperor đó là phải tin theo kinh nghiệm của bạn, tin bạn đừng có cố gắng làm chủ cái thế giới này, đừng có cố gắng kiểm soát cả cái thế giới này, cũng đừng có cố gắng kiểu giống như là
mong đợi mọi chuyện nó sẽ diễn ra như ý bạn muốn. Emperor là người mang tính không phải cầu toàn, nhưng mà họ có tham vọng, họ có một cái gì đó theo kiểu giống như là cố gắng chinh phục nhiều nhất có thể. Thì mình cảm giác ở đây bài lên nó nói là buông bỏ cái suy nghĩ đó đi, buông bỏ những cái suy nghĩ mà còn bị vướng trong đầu bạn nè, buông bỏ cái tính chiếm hữu, cái tính sở hữu này. Ông này ông muốn ngồi trên cả cái thế giới, cả cái quả địa cầu luôn, và ông này ông còn nghĩ về những cái nhìn cái gương mặt của ông này, ông nghĩ về những cái thứ này. Thì mình cảm giác đó là những cái thứ mà không phải một mình bạn muốn quyết là được. Bài nó khuyên như thế. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái lá lời khuyên cho các bạn ha. Tại vì mình thấy cái tập bài cuối cùng nó nói đó là hãy buông bỏ đi những cái suy nghĩ còn làm bận lòng các bạn, buông bỏ đi cái tính của Emperor, cái tính cầu toàn, cái tính chiếm hữu và cái tính mang tính gọi là cố chấp. Emperor là cố chấp và cứng đầu. Thì mình sẽ rút cho các bạn một lá ha. Rồi. Spruce up your nest, tức nghĩa là hãy dọn dẹp lại cái tổ của bạn. Xách mông lên và dọn dẹp lại mọi thứ đi, đặc biệt là phòng của các bạn. Hãy cho đi những thứ bạn không dùng, bởi biết đâu đó là điều mà người khác cần đến. Một căn phòng sạch sẽ là một nơi để trí tưởng tượng được phép tung bay. Thật ra mình cảm giác cái này là gì? Dọn này là dọn cái gì? Là dọn những cái suy nghĩ của các bạn á, là dọn những cái gì mà bạn đang bị mắc kẹt á, là dọn những cái gì mà trong đầu bạn đang còn bị nấn ná này, còn đang lo lắng nè. Và nó nói là khi mà dọn xong á thì là nơi để trí tưởng tượng được phép tung bay. Tức nghĩa là nhiều khi khi mà bạn dọn dẹp những cái suy nghĩ này thì biết đâu bạn sẽ tìm ra được một câu trả lời bằng một cái góc nhìn ở một cái góc độ nào đó khác, và bạn sẽ biết cách làm sao để có câu trả lời cho những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải ha. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ hai. Chào các bạn chọn tụ số 3 ha. Thì trước khi đi vào phần giải chi tiết cho các bạn á, thì mình chỉ muốn nói đó là hiện tại cái giọng của mình á, nó đã rác lắm rồi, thành ra có thể mình sẽ nói hơi nhỏ, và nếu mà bạn có nghe mình ho hay là á xì đột ngột thì cái gì các bạn cũng thông cảm giùm mình ha. Thì đối với bài của các bạn á, thì chúng ta có lá một cốc nè. À quên, đúng rồi, chủ đề này mình không có mặc định đó là về công việc hay tình cảm, thành ra cái điều mà bạn buông bỏ nó lên như thế nào thì mình sẽ đọc bài như thế đó ha. Thì đối với những bạn chọn tụ số số 3 thì mình có ở đây đó là lá một cốc, có the sun, có ba tiền, vua tiền, bốn kiếm, hai kiếm, wheel of fortune và lá ba tiền. Vậy là bài của các bạn có tổng cộng hai lần lá ba tiền. Các bạn có hai lần lá ba tiền, có một lá ẩn chính là wheel, có một lá hoàng gia là vua tiền. Có hai lá ẩn chính chứ, the wheel và the sun. Thì đầu tiên đó là một cốc và the sun. Một cốc và the sun thì mình nghĩ câu chuyện thì nó liên quan đến các mối quan hệ tình cảm, hoặc là nó liên quan đến cái điều mà các bạn gọi là cái một cái mối quan hệ nào đó mà bạn còn giữ ở trong lòng. Thì nếu mà bạn trong cái tập bài đầu tiên á, mà bạn còn đang bận tâm vào một ai đó, bạn còn đang thương một ai đó, bạn còn đang nhớ một ai đó. Mình thì không biết mối quan hệ này thuộc về quá khứ hay là thuộc về hiện tại. Nếu mà nó thuộc về quá khứ thì mình cảm giác đây là quá khứ nè, và bạn đang còn hoài niệm về cái quá khứ này rất là nhiều, bạn chưa có buông bỏ được người này. Trong bạn vẫn còn cái hy vọng nào đó liên quan đến chuyện là nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, nếu một ngày nào đó chúng ta quay về với nhau, và nếu một ngày nào đó chúng ta thật sự dành cho nhau thì sẽ như thế nào. Mình cảm giác bạn rất là mong đợi cái điều này xảy ra, hoặc là ít nhất là trong bạn vẫn còn một cái khao khát nào đó, nó dính líu đến giữa một cốc và the sun. Mình cảm giác các bạn mong chờ và các bạn bị vướng cái suy nghĩ ở trong đó. Còn nếu cái một cốc và cái the sun này nó liên quan đến việc đó là đây là mối quan hệ hiện tại, bạn đang có một người nào đó thích bạn, bạn đang yêu một ai đó, bạn đang trong một mối quan hệ nào đó, thì thật sự mình muốn hỏi bạn xem người này là gì, người này là gì của bạn. Tại vì mình thấy cái the sun này nè, cái cốc tình cảm của bạn nó đóng kín lại rồi. Còn bạn với cái người này thì mình cảm giác giống như nó có một cái sự hờ hợt và hờ hững nào á. Mình cảm giác giống như hai bạn giống như anh em, giống như người quen, giống như một mối quan hệ mà chúng ta là, mình dùng từ là người lạ thân quen á, tức nghĩa đơn giản nó chỉ là những cái người ở cùng nhau, đi cùng nhau, sống cùng nhau, quen với nhau nhưng không vì mục đích nào cả. The sun đôi khi là sự không ràng buộc, đôi khi chỉ là một cái cảm giác giống như là bởi vì chúng ta đi cùng với nhau nên chúng ta mặc định chúng ta là gì của nhau, chứ thật sự chúng ta chả là gì của nhau hết.
bởi vì nó không có một cái sự ràng buộc, một cái sự kết nối. Thành ra cái cặp bài đầu tiên á, nó lên cái buông bỏ này là buông bỏ gì? Nó không phải nó khuyên các bạn là buông bỏ đây là chia tay người cũ, quên người cũ, hoặc là chia tay người mới, quên người mới. Nó buông bỏ ở đây có nghĩa là buông bỏ cái cốc cảm xúc này nè, buông bỏ cái nỗi sợ của bạn. Nếu mà đây là một mối quan hệ liên quan đến quá khứ thì hãy buông bỏ cái quá khứ này. Buông bỏ ở đây là gì? Đó là chấp nhận, hoặc là một là theo đuổi tình cảm cũ này xem có thực sự nó có thể có tiến triển hay không. Hai, đó là bạn buông bỏ cái mối quan hệ hiện tại của các bạn để các bạn biết được rằng thực sự bạn và họ có thể đi đến nhau, đến với nhau được hay không. Hoặc nếu đây là một câu chuyện mà nó liên kết giữa cả hai cái tụ này lại với nhau, tức nghĩa là bạn có trong lòng một người cũ và bạn đang thầm hoặc là thương một ai đó ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên lòng bạn vẫn hướng về người cũ nhưng bạn không muốn bỏ người mới, thì bài nó lên là hãy buông bỏ cái lòng tham đó, bởi vì lòng tham nó cũng không mang cho bạn, bạn không thể nào yêu cùng một lúc cả hai người. Kế bên nữa chúng ta có ba tiền và vua tiền. Thật ra mình cảm giác bản thân bạn là người rất là tham. Mình luôn nói ở đây nó có một cái gì đó nó liên quan tới chuyện cái cô gái này nó án nguyên cái cửa luôn, nó không có cho ai đi vô đi ra hết trơn á. Ai đi vô trong lòng nó cũng không cho, mà ai ở trong lấy ra nó cũng không cho, giống như nó án hết nguyên cái cửa này và nó đứng này nó khóa đá luôn, rồi nó hóa thành nguyên cái rễ cây nó che lại luôn, nó muốn thành cái cục đá thứ ba. Thì mình cảm giác ở đây bên trong bạn có một cái lòng tham, bên trong bạn có một cái sự cố chấp, có một cái sự lì, mà có một cái gì đó mà mình cảm giác giống như là đôi khi các bạn biết rằng các bạn sai hay đúng nhưng mà các bạn vẫn cố gắng làm, và các bạn làm bởi vì cho thỏa cái tâm của các bạn, bởi vì đây là vua tiền nè. Vua tiền là một con sói rất là đơn độc, và mình cảm giác cái con sói này nó làm bởi vì cái bản năng, cái sự thôi thúc, cái sự thúc giục của nó. Mình cảm giác bạn làm đôi khi không vì mục đích gì cả, đơn giản bởi vì bạn muốn như vậy và bạn nghĩ là cái gì thuộc về bạn là của bạn, bởi vì sói nó cho mình cái cảm giác có sự chiếm hữu của một cái gì nó thuộc về bản năng, về bản tính. Thì mình cảm giác giống như là có những thứ, cái này có thể không hẳn là về tình cảm mà có thể là về công việc cũng được, tức nghĩa là bạn đang ở một cái môi trường mà mình cảm giác nhiều khi có thể bạn rất là mệt, rất là stress, bạn cảm giác không có vui, bạn cảm giác không thoải mái, bạn muốn đi tìm một cái gì đó thoải mái hơn nhưng mà bạn sợ đánh mất những cái gì bạn có. Hoặc là ba tiền ở đây giống như là một cái mối quan hệ nãy giờ mình nói, để bạn đã xây dựng lên rất là lâu rồi, bạn đã có tình cảm với người cũ, bạn cũng có một cái nền tảng với người mới, và bây giờ bạn sợ nếu bây giờ bạn để lộ cái đó ra thì bạn sẽ mất cả hai. Thì bạn nó nói lên đây vua tiền là đừng tham. Vua tiền ở đây giống như là đây là một con sói, nó có sự kiêu hãnh của nó và sói nó cũng có bản năng của nó. Thì mình không biết vua tiền ở đây đó là bạn hay là người kia, hay là cái nơi mà bạn thuộc về. Nếu là cái này người kia, cái người mà bạn đang suy nghĩ thì bản chất họ là con sói thì chắc chắn họ sẽ sớm muộn nhận ra cái chuyện này thôi, bạn không thể giấu được. Giống như trong cái lá ba tiền này, một mình bạn không thể che hết những cái cửa này, vẫn có cái chỗ hở ở trên, ở đây vẫn có cái kẽ hở để người ta chui ra chui vô. Thành ra bạn không thể nào một mình bạn mà một tay lấp hết trời được, một tay che hết bể được. Và cái điều đó là cái điều bạn phải chấp nhận và bạn phải buông bỏ. Buông bỏ đây là buông bỏ gì? Buông bỏ sự thật, buông bỏ cái sự hèn mọn của các bạn, cái sự che giấu, cái sự ẩn khuất của các bạn, buông bỏ cái sự xấu xa ích kỷ của các bạn đi, bởi vì bạn đang có một cái gì đó lấp liếm ở chỗ này. Mình cảm giác bạn đang cố gắng che đậy rất là nhiều thứ ở chỗ này. Kế bên nữa mình thấy có lá 4 kiếm và 2 kiếm. Thật ra mình cảm giác những bạn chọn tụ số 3 này là người đôi khi không có muốn giải quyết vấn đề một cách trực diện. Mình cảm giác bạn cứ vạch ra một cái ranh giới nó mang tính ậm ờ, nó mang tính gọi là kiểu giống như là cho có, hoặc là kiểu giống như là đôi khi bạn làm như vậy bởi vì bạn không có muốn có một câu trả lời dứt khoát là A hay B. Bởi vì mình cảm giác ở dưới đây chúng ta có 2 kiếm nè. Bạn vẫn kiểu giống như là giằng co, cầu cưa, căng cưa, kiểu giống như là cứ tạm thời giờ anh cứ trồng lúa với tôi đi, rồi mai mốt khi mà lúa chín rồi thì chúng ta cùng nhau gặt rồi chia sao. Rồi lỡ sau này giống như là mình thấy ở đây có một cái đường làng đang xây lên nè, mốt chỗ này nó giải phóng rồi, tới hồi đó lại tính công, tính của, người thì nói là tôi bỏ lúa, người thì nói là tôi đã tốn công. Thì mình cảm giác ở đây nó có một cái gì đó nó liên quan đến chuyện là bạn sợ mất, nó vẫn liên quan đến câu chuyện ba tiền. Bạn sợ mất tất cả nhưng bạn lại không có muốn cho đi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có những cái vấn đề nào đó ở đây, có một trong hai bên đang muốn làm rõ vấn đề mà bạn cứ vạch ra một cái ranh giới, bạn không có muốn làm rõ vấn đề. Bạn cứ kiểu giống như một á, bạn là cái người đàn ông này, hai là bạn là con vịt này, bạn cứ bơi lẩn vẩn ở đây. Thì mình cảm giác giống như là cái việc mà bơi lẩn vẩn ở đó nó sẽ không mang bất kỳ một cái giá trị, một cái lợi ích nào hết. Mình cảm giác bản thân bạn biết rõ câu chuyện này, không sớm thì muộn nó cũng sẽ nổ ra thôi. Chỉ có là cái vấn đề nằm ở chỗ đó là bạn đang cố gắng câu thời gian. Bạn đang cố gắng kiểu giống như là nước tới đâu nhảy tới đó, và bạn đang nghĩ rằng bạn có thể là nhảy liên tục. Tuy nhiên bài nó lên đây 4 kiếm và 2 kiếm, đó là bạn không thể nào nhảy được nữa. Hoặc là sớm muộn câu chuyện này nó sẽ lên tới The Wheel of Fortune, tức nghĩa là dù bạn có muốn nhảy thì thiên thời địa lợi nó cũng không bao giờ cho bạn nhảy, hoặc là tình thế nó sẽ vẫn đưa đẩy làm sao để bạn phải đối mặt
với cái việc giải quyết câu chuyện đó. Tại vì bài của bạn nó lên có một cái vòng lặp, đó là ba tiền ở đây và ba tiền ở đây là một cái vòng lặp của bạn. Và vòng lặp này ở đây là cái gì? Đó là cùng nhau giải quyết vấn đề, hoặc là tìm ra một câu chuyện, tìm ra một chân trời mới. Mình cảm giác giống như là nếu thật sự bản thân các bạn đang nghĩ là sẽ giải quyết vấn đề này, hoặc là các bạn tin rằng các bạn sẽ không trốn chạy được vấn đề này, và các bạn đang hướng tới cái việc gọi là giải quyết vấn đề này, thì đó là một tín hiệu tích cực dành cho các bạn. Bởi vì chúng ta có thể giải quyết cái câu chuyện này theo một cách nào đó mang tính gọi là lưỡng toàn kỳ mỹ nhất có thể. Mình cảm giác giống như là chỉ cần nói rõ ra cái điều mà mỗi người muốn thì có thể các bạn sẽ có thể tìm ra được một cái câu chuyện, một cái bức tranh, các bạn có thể hợp tác lại với nhau để vẽ ra một cái bức tranh lưỡng toàn kỳ mỹ mà ai cũng cảm thấy có một cái sự hài lòng và vừa ý. Mình cảm giác ở đây giống như nếu thật sự giữa bạn và những cái vấn đề mà bạn còn mắc phải, giống như những cái nỗi sợ nè, những cái vấn đề mà bạn còn trăn trở chưa có câu trả lời nè, những cái tình cảm mà các bạn còn chưa thể buông bỏ hoặc là chưa thể tiến tới, thì The Wheel of Fortune và ba tiền nó sẽ nói là như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng thiên thời địa lợi nhân hòa nó cũng sẽ đẩy bạn vào cái thế phải giải quyết câu chuyện đó, phải có một câu trả lời mà thôi. Chỉ là bạn thích tự bạn giải quyết hay là bạn thích thiên thời địa lợi nhân hòa nó tự đẩy mọi chuyện tới. Thì bây giờ mình sẽ rút cho các bạn một lá lời khuyên ha. Thì mình cảm giác là cái câu chuyện của các bạn nó cũng tương đối rõ ràng và nó nhẹ nhàng rồi. Thì hy vọng cái lời khuyên của các bạn nó cũng nhẹ nhàng luôn. Chúng ta có là your purpose is joy, niềm vui của bạn, ô là mục đích của bạn là niềm vui. Mục tiêu và đích đến thì không phải là cái đích đến cuối cùng, không phải là thành công và trách nhiệm cũng như là đam mê phù phiếm, mà là ở việc biện khám ở mà ở là mà ở việc là bạn khám phá, nuôi dưỡng, tôn trọng và yêu thương chính bản thân các bạn. Thì mình nghĩ cái lá này nó giống như kiểu đó là bản thân bạn cũng có khá là nhiều sự trằn trọc, cũng có khá là nhiều nỗi lo, cũng có khá là nhiều cảm xúc tiêu cực. Thì bài nó nói đó là cái điều mà bạn nên quan tâm đến đó là niềm vui này, sự vui sống nè, sự tận hưởng cảm xúc sống nè, rồi cái cảm giác thật sự khi bạn được làm những điều bạn thích, làm những cái mà bạn mong muốn và sống một cái cuộc sống mà bạn không cần phải lo nghĩ là hôm nay ngày mai như thế nào, bởi vì những cái hành động mà mình đã làm. Bởi vì mình cảm giác ở đây nó ghi là mà ở việc bạn khám phá nè, nuôi dưỡng nè, nuôi dưỡng là nuôi dưỡng cái con người bạn, rồi tôn trọng là tôn trọng người khác nè, và yêu thương là yêu thương chính bản thân của các bạn. Thì mình nghĩ cái thông điệp của các bạn nó lên khá là rõ luôn á. Tức nghĩa là dù gì đi chăng nữa thì cũng phải hiểu cái công việc, cái vấn đề mà bạn gặp phải đó là không sớm thì muộn bằng phải đó mà. Thêm một cái nữa đó là không phải cái đích đến cuối cùng ở đây đó là chia tay, là quen, là che đậy, là giải quyết vấn đề, mà cái đích đến cuối cùng ở đây á, đó là cái thứ mà bạn gọi là có thể sống với nó, trải nghiệm với nó và là chính bản thân bạn. Thì đó mới là cái điều mà cái mục tiêu mà hoặc là cái điều mà bạn cần phải thực hiện. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ số 3 ha.